Xin chào các bạn đang xem video trên kênh giao nhật bãi 323. Nay là video ngày mùng 1 tháng 4. Như thường lệ, mình vẫn lên video vào mỗi thứ hai hàng tuần. Bên mình thì bán các hàng giao nhật bãi đã qua sử dụng. Bên mình uh, mua về vệ sinh giao sạch sẽ, đặc biệt là kiểm tra cái độ cong vinh của cây dao thật cẩn thận rồi sau đó mài sắc bén lại như dao mới. Khách hàng mua về chỉ ở sẵn việc sử dụng, không cần phải mài lại. Bên mình mài hạ mép đúng theo cái tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Độ sắc bén cũng như kích thước mình sẽ báo ở trên video. Giá bán thì chưa bao gồm phí ship. Phí ship sẽ tính đồng giá là 30.000 đồng. Thể lệ mua bán thì khách hàng đặt cọc trước cho mình 50.000. Cái phần còn lại, cái giá trị còn lại sẽ thanh toán sau khi... À, các bạn nhận được hàng kiểm tra đúng hàng và test độ sắc bén thì các bạn thanh toán nốt phần còn lại Hôm nay thì có khá là nhiều các sản phẩm giao rồi các bạn nào ứng mã nào thì nhắn với mình qua số điện thoại 0989 068 323 mình dùng cả Zalo số đó và chỉ có bán duy nhất trên số điện thoại đó hôm nay là có hơn 60 mã hơn 50 mã sản phẩm. Mã 64. 64 gạch 1. Là một cây dao đi rừng. Hai lớp thép. Lưỡi dao dùng cho tay phải. Mình đã mài tách vân. Tình trạng cây dao thì hoàn toàn như mới. Mặt bên đây thì có rất là nhiều chữ khác cả mặt trong này. Ở hình con ngựa. Cái lớp sơn. cái khâu dao họ thiết kế vân búa nhìn nó rất là khỏe khoắn cán nhiều chữ cái này ở phía cuối cán nó có một cái điểm mấu như vậy này nó sẽ là cái điểm hãm cho ngón tay út tay của mình khi sử dụng nó sẽ không bị trượt không bị trơn trượt dài lưỡi là 13.8 bản rộng 6 cái này có độ dày 5 ly. Cái này thì kể cả với những người phụ nữ dùng cây ra đi rừng này nó cũng không cảm giác bị nặng lắm bởi vì nó kích thước như hiện tại mình cầm thấy nó khá là vừa tay. Phụ nữ cũng dùng được. Mình đã mài tách vân. Giá bán 600 à, giá bán là 400 000 đồng Cái này những cái vết màu đen trên mặt bề mặt dao các bạn nhìn thấy nó là cái lớp ram được hình thành trong quá trình rèn dao bên mình uh, vệ sinh dao nó còn những cái đó mình không vệ sinh chất đẻ nó không phải là những vết rỗ gì tình trạng cái dao thì còn rất là tốt như mới 400.000 đồng 64 ngày 2 mình có một cây dao cây dao quắm cái này là một cây dao quắm mà uh, của Nhật kích thước khủng nhất lớn nhất mà mình từng, từng sở hữu thì cái lô vừa rồi mình cũng thấy có một vài cây. Tuy nhiên cây này là một cây có tình trạng dao còn đẹp nhất mới nhất. Mình uh, sưu tầm được cây này. Cây này của làng Gento Sa. Sử dụng lõi thép giấy xanh. Trên uh, cán này còn tem. Và cái dao này kích thước thì nó rất là lớn, bề mặt trong quá trình rèn từ lớp RAM màu xanh đen này vân búa bề mặt còn nguyên cái này chỉ là hàng xài lướt dấu hiệu sử dụng rất là ít chữ dập rất là rõ nét cái này thì là nhà, bạn nào mà sưu tầm thì dùng cái này rất là hay hàng chưa từng gặp qua hoặc là nếu mà có sử dụng cái này thì cũng cần một người có thể lực khá là 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 tốt thì mới dùng được cái này. Mình sẽ đo như vậy, chiều dài như thế này là 35. Phần dưới này là 6.8. Phần rộng nhất của nó là 8.2. Độ dày. Phần dày nhất của nó là hơn 7 ly về mũi về mũi là còn 5 ly 3 lớp thép tổng chiều dài đến cán của nó là 85 cái này phần cán là nó đã bị cắt đi bớt đi này 85 cái bề mặt lớp ram nó có những vết xước xước thường như cây rèn thủ công nó hay như vậy và đặc biệt gặp ở những cái dòng thép giấy xanh bởi vì mình cầm rất nhiều những cây dao nhật ở trên trên tay thì những cây thép đế xanh cái lớp ram của nó thường có những cái vết xước như vậy Thường nó vết xước hình nan cái này mình bán với giá là 1 triệu 500 nghìn đồng hàng hoàn toàn mới chưa qua sử dụng mình cũng không cần mày cái này thì nó có một cái vỏ đi kèm và cái thiết kế lúc vỏ của nó rất là hay đó là nó thiết kế như này đó bảo vệ rất là hay cái này còn rất là mới 1 triệu 500 nghìn đồng Rồi mình đi vào chi tiết các mã giao bếp 64 gạch 3 một cây ghi ô tô cây này là của Kia nguyên khối thép không gì tình trạng dao thì hoàn toàn như mới từ cán dao còn rất mới không hề bị cong vênh thép không gì bề mặt dao sáng sạch Dài lưỡi là 20.1 Bản rộng là 4 Bản rộng sắt cán là gần 4.2 Độ dày Độ dày gần 2 ly Một cái dáng uh, ghi ô tô Kia với những cây Hàng rèn thủ công Thì nó thường sử dụng thép dây xanh Và thép dây trắng còn với những cây khâu đúc thì họ sử dụng thép bột tốc độ cao. Cái này giá bán là 300.000 đồng. sáu mươi bốn gạch bốn là một cây kia nguyên khối thép không gì cái này cái cán dao nó có thiết kế khác so với cây trước đó cán hai đinh chốt không bị hở dòng gỗ rất là xịn làm cán phía cuối cán này nó có một cái điểm thiết kế mặc định của hãng như vậy rất là hay dài lưỡi 19.7 rộng sắt cán là 4.3 độ dày 2 ly giá bán 230.000 đồng cái này có mộc diện và chữ ở trên thân dao. Chữ đây là chữ khắc chìm. Kia. cái hàng này dùng nó rất là sạch, nó vệ sinh sạch. 64 gạch 5 cũng là một cái sản phẩm của Kia. Một cây ghi tô. Ba cây Kia này đều rất là đẹp cái cán của nó thiết kế Các bạn nhìn nó rất là thẩm mỹ dòng gỗ cao cấp không bị hở cán ba đinh chốt ở đây nó có chữ này thép không gì cái này chữ cả hai bên dài lưỡi là 20.2 bản rộng cái này bản rộng sắt cán là 4.5 Độ dày 2 ly Thép không dỉ nguyên khối Giá bán là 300.000 đồng Cả ba cây đều rất là đẹp Tất cả các sản phẩm dao của mình Trước khi mang lên giới thiệu Mình đều mày sắc bén như dao mới mài với độ mịn rất là cao độ mịn tới 8.000 thường mài đến 3.000 những cây dao đẹp mình thích thường mài tới 8.000 64 gạch 6 một cây dao 3 lớp thép cái này là lõi thép carbon ốp không gì cán gỗ ba đinh chốt cái này có khá là nhiều chữ khác ở trên thân dao Những cây dao ốp không gì, thường bề mặt dao nó hoàn toàn như dao mới, rất là sáng đẹp. Khâu cũng là inox không gì. Dài lưỡi 17.2, bản rộng 3.8. Cái này độ dày 2 ly, cái dán ghi ô tô thì thường nó dùng lọc thái, đều rất là ok. Giá bán 250.000 đồng. 64 gạch 7. Một san tu cư 3 lớp. Lõi thép carbon có gì, ốp không gì. Cán hai đinh chốt. Không bị hở. Cán rất là đẹp, không bị hở. Dài lưỡi là 16.4 Bản rộng 4.2 sát cán Độ dày 2 ly Giá bán 230.000 đồng Những dòng dao bếp này chỉ dùng để thái thôi Những cây nào có thể chặt Mình sẽ đều giới thiệu thật chi tiết Và đặc biệt Những cây dao bãi đã qua sử dụng này Những cây nào có cái nhược điểm lỗi gì Mình sẽ Cố gắng thật chi tiết Để mọi người có cái sự lựa chọn chữ rất là đẹp. 230.000 đồng. 64 gạch 8. Một san tu cư. Con này là nguyên khối. Con này là nguyên khối thép tự điển. Không gì. Con này cán còn tem. Hai đinh chốt. Cái nhược điểm của cái này Phần cán ở phía dưới nó có bị hở, nguyên bản của cái, cái dòng cán này ấy, là cái gỗ, một cái gỗ thịt nguyên khối Để người ta xẻ 2 phần 3 người ta ốp cái tăng cán vào, phần còn lại là gỗ thì thường nó hay bị nứt ở đoạn này, tuy nhiên thì cái độ chắc chắn của cái dao còn rất là tốt, thép tuy điển thì cái độ giữ bén của nó rất là cao. Cái này dài lưỡi là 16 7 bản rộng 4.2 độ dày gần 2 ly giá bán 250.000 đồng chữ rất là đẹp nhiều chữ có khắc rõ là thép tiêu điểm 64 gạch 9 một cây dao 3 lớp thép lõi thép carbon ốp không gì Cán hai đinh chốt Cái này là cán nhựa Dòng nhựa chịu nhiệt Cán như sừng Đằng sau nó có một cái lỗ Nó có chữ hơi mở ở đây ba lớp Lõi theo carbon thì thường nó rất là bén Dài lưỡi là 15.8 Bản rộng 4.2 Dày 1 ly rưỡi Theo carbon thì nó rất là bén những cái nhược điểm của thép carbon thì là nó có gì người ta khắc phục cái nhược điểm đó bằng ốp ha không gì hai bên chỉ để hở nguyên cái phần lõi một xíu ở đầu lưỡi dao là thép carbon như vậy thì vẫn sử dụng được cái ưu điểm của thép carbon và khắc phục cái nhược điểm của nó là có gì bằng cách ốp không gì đó giá bán 130.000 đồng 64 cạnh 10 một san cư ba lớp cái này lõi có vẻ là lõi không gì cái này đúng vậy lõi không gì hoặc là nếu mà lõi carbon có gì thì độ kháng gì của nó rất là cao hiện tại mình không thấy cái vệt xám ở trên sống dao này cho nên là mình có thể khẳng định cái này là kháng gì rất là cao rất là nhiều chữ khắc, chữ rõ nét cán ba đinh chốt không bị hở cái dòng gỗ cao cấp người ta sử dụng làm cán dao nên là dù mưa nắng rất ít khi là mà nó bị bị hở bị vênh dài lưỡi là 17.7 bản rộng 4.4 sát cán dày 2 ly cái này có giá là 300.000 đồng 64 cây 11 Mình có một cây uh, Honesuki Tình trạng cây này còn rất là mới Cán dao còn rất là đẹp Cái dáng Honesuki này thì nó chuyên về lóc Các đầu bếp châu Âu Người ta thường dùng cái dáng uh, Honesuki này Cũng khá là phổ thông ở các nước Và cây này cũng khá là dày Chữ khắc rất là rõ nét Cán không bị hở. Cán còn rất là mới. Dao cũng vậy còn rất là mới. Dài lưỡi là 15.1. Rộng sắt cán cái này là 3.8. Độ dày. Độ dày 3 ly. Mỏng dần về mũi. Giá bán là 450.000 đồng. Một cây còn rất mới. những cái dòng Honesuki dùng lóc cho nên là nó khá là cứng cáp nó có hai dòng uh, lóc một dòng lóc thì uh, mềm ví dụ như những cái dòng lóc mà bản nhỏ của Victorinox này hay của Grubo này người ta thường dùng uh, cái bản lóc nó nó đàn hồi cao những cái dòng Honesuki này Honesuki thì nó lại rất là dày cứng cáp có những cây dày tới 5 ly 64 gạch 12 một ghi ô tô ba lớp lõi không gì ốp không gì cái này của làng rèn Sakai một cái dao còn rất là đẹp lõi không gì khả năng cao cái này là VG10 khâu đúc đúc liền với tan cán và đúc liền với thân dao cán không bị hở ba đinh chốt cầm cái dao nó rất là cứng cáp chắc khỏe dài lưỡi là 17.8 bản rộng sát cán là 3.9 độ dày 2 ly giá bán là 400.000 đồng cái này vừa thái vừa lóc bổ hoa quả đều rất là sạch chữ hai hàng rất là đẹp. Sáu bốn gạch mười ba, một uh, Santoku của Tojiro. Nay mình có cái này là một cây Giotto, một cây tô và một cây Santoku. Cây tô này có lẽ là dùng bằng thép thụy điển, có độ kháng gì, lõi, lõi là thép kháng gì, ốp không gì, cán gỗ ba đinh chốt, cán không bị hở, trên cán còn tem, Cái này là một hàng xài lướt, cây san cư này cũng vậy, có lẽ là nó đi cùng một cặp, một bộ, bộ dao bếp của có lẽ là của thợ, thợ mới vào nghề hoặc là của gia đình nào đó họ sưu tầm một uh, bộ của tojiro. Dài lưỡi là 17.8. Rộng sắt cán là 4.2. Độ dày 1 ly rưỡi. Nhược điểm cái này duy nhất là phần uh, ốp ở phần phía mũi này. Nó hơi có một bị ám dỉ đầu kim. Không đáng kể. Dao bãi thì không tránh được. cái đó Còn cái phần lõi của nó là lõi thép carbon có kháng dỉ cao. Lõi thép carbon thì khi dùng một thời gian nó sẽ ngả sang cái màu màu xám ở phần đầu lưỡi tuy nhiên bù lại thép carbon thì nó rất là bén thường Tojiro lõi của nó sử dụng VG10 một số cây thì sẽ dùng thép tụy điển làm lõi giá bán 380.000 đồng 64 gạch 14 một Santoku Tojiro 3 lớp thép cái này cũng là lõi thép carbon kháng dỉ rất là cao, có thể là lõi thủy điện. ốp không dỉ. Lõi cái này có thể coi là không dỉ. Cán 3 đinh chốt. Cán còn tem. Dài lưỡi lên 17.1. Bản rộng 4.6. Đồ dày 1 ly rưỡi. Giá bán 380.000 đồng. Bạn nào sưu tầm. Một cặp này. Nên rất là hay. 64 cây 15. Mình. Uh, có được. Mình uh, có được nay có một một cặp dao này có một cái điểm rất là khác lạ mình sẽ giới thiệu chi tiết từng cây nhất là cây này nó là thép không dỉ nguyên khối và chữ của nó khác ở mặt bên này cái điểm khác biệt của cái dòng dao này đó là họ thiết kế dùng cho tay phải và cái mặt hõm này cái mặt hõm này nó giống như cái phần thiết kế như của dao đề ba hay là của usuba cái thiết kế này nó có một cái đặc điểm rất là hay nó là nó sẽ sử dụng cái phần lưỡi mài ở bên này là chính và nó sẽ giữ độ bén cao hơn so với mài mài cân hai bên đây là cái đường u giống như trên dao đề ba nó sẽ có một mặt phẳng còn nó sẽ hó ở giữa đây một cặp dao này nó như vậy, Rồi, các bạn có thể thấy nó hõm hơi ở giữa một chút trên hình ảnh các bạn nhìn không rõ lắm nhưng là đó nó sẽ hơi hõm như vậy. cái thiết kế này nó nó làm dao luôn luôn sắc bén và khi mài các bạn lưu ý các bạn mài bên này chín phần và mài bên này đặt thật nằm cây dao xuống so với mặt đá thậm chí là nằm trên đá luôn chứ không có có nghiêng lên một chút nào với dao đề ba cũng vậy. Đó là để tạo cái đường Urausi này. Nó làm cho lưỡi dao rất là chắc. Nguyên khối thép không gì. Dài lưỡi 17. Bản rộng 4.5. Độ dày. Độ dày hơn 2 ly. Khá là nhiều chữ. Ở dưới này có chữ PAT. Giá bán là 280.000 đồng Một Santoku 64 gạch 16 Một Nakiri Của cái dòng này Chữ chân cán À chữ chân thân này Cũng là PAT này Cái này có nhiều chữ hơn một chút thép không dỉ nguyên khối. Dài lưỡi là 16.3, bản rộng là 4.5, độ dày cái này gần 2 ly, giá cũng là 280.000 đồng. Cái thiết kế đằng sau, điểm cầm này, nó có cái điểm hãm cho con tay út, rất là hay. 4 17 một san cư 3 lớp lõi thép giấy xanh ốp không gì mày đóng rõ là thép giấy xanh ốp không gì bề mặt dao sáng mới như dao mới đặc biệt cán dao cũng vậy cán còn rất là tốt Cái phần uh, tăng cán ở trong cán này mình không xử lý triệt để được bạn về lấy bàn trải Trà qua một xíu rồi là nó hết Mình xử, uh, xử lý số lượng lớn dao cho nên là Không triệt để hết được Thép dây xanh Dài lưỡi là 16.5 Bản rộng sắt cán cái này là 4.2 Độ dày 2 ly thép thế xanh nó là một trong những cái dòng thép cao cấp nhất trong những cái dòng mà được sử dụng làm lõi dao dao bếp của nhật bản và nó là những cái dòng thép mà được nhiều người săn tìm hàng đầu nên giá trị của nó cao giá là 450 000 đồng 6418 ngày một santoku, cái này nguyên khối thép không gì của hãng Kikuichi Kikuichi thì nó thường của nó là cái hàng ba lớp những cân này của nó là nguyên khối thép không gì và Kikuichi nó là một thương hiệu rất là là hệ dài lưỡi là 16.3 bản rộng 4 0 gần 4.2 độ dày gần 2 ly giá là 230.000 đồng những cái này dùng bổ hoa quả thái đồ chín nó rất là sạch dao thép không gì sáu bốn mười chín một san cư ba lớp lõi không gì ốp không gì tình trạng dao như mới thường úp không gì bề mặt dao nó rất là sạch cán hình chữ D cái dòng cán này nó bằng gỗ loại gỗ gì đó màu đen và nó cầm nó rất là đầm tay khâu này thì không biết có phải là khâu sừng hay không nó cũng rất là chắc cái này cũng hai hàng chữ đóng là thép không gì Dày lưỡi là 16.6 Bản rộng 4.4 Cái này có độ dày 2 ly Giá 350.000 đồng cái Cán nó thiết kế Nhìn nó Rất là nổi bật Cán gỗ đen kiểu như mình gọi là gỗ mun Nhưng mà cái này dòng cắn nhiều Nhiều vân Cầm rất là đầm tay 64 cái 20 một cây dao ba lớp thép bề mặt vân búa ốp naciji si vân búa này và cái này lõi của nó là lõi kháng dỉ rất là cao nó thiết kế dày từ trong mỏng dần về mũi ốp naciji si bề mặt naciji si nó hơi lấm tấm như vậy lõi đường gian mai lợn sóng rất là đẹp cái này thì nó là hàng hệ. Dài lưỡi là 16.7. Rộng sắt cán là 4.6. Dày sắt cán cái này hơn 3 ly, mỏng dần về mũi. Giá là 650.000 đồng. Cái này lõi kháng dỉ rất là cao. Thường các bạn À, mới quan tâm giao Nhật ấy, thì những cây thứ nhất là vân búa là rất là ok rồi mà bề mặt ốp nacizi của đó cũng là một trong những cái tiêu chí mà mình chọn. Nó là biểu hiện của những cây dao cao cấp. 64 gạch 21. Mình vẫn còn số lượng cái dòng GRubo Cái dòng GRubo này thì như mình uh, có chia sẻ nó là một cái hàng uh, hầu hết tất cả những cái dao về nó đều là hàng lỗi lỗi rất là nhẹ của hãng Grubo một số là lỗi vết hàn một số là nó lỗi về kích thước thì những cây dao mà còn in logo trên thân nó phân loại theo từng giai đoạn nó sàng lọc sàng lọc hàng qua từng giai đoạn thì những cây mà lỗi mà có in logo trên thân thì mình đều đã mài bán hết chỉ còn lại những cây chưa in logo trên thân ở trong cái phần cán này nó có rất là nhiều cát màu trắng người ta thiết kế như vậy để cho nó cân bằng giữa thân dao và cán dao cái dòng Global này thì nó có rất là nhiều hàng hàng mới đẹp nhưng mà nó là hàng giả cho nên kênh của mình từ trước giờ mình không bán dòng Global những cái lô dao này lô dao chuẩn từ nhật về và những cái dấu hiệu đó mình đoán là hàng lỗi của công ty nên là mình bán còn chất lượng thì mình bán số lượng đã rất là nhiều rồi khách hàng mua mình của mình đều phản hồi rất là tốt cái này có chiều dài là 19.5 rộng sắt cán cái này là 4.4 độ dày độ dày 2 ly 19.5 so với kích thước chiều dài lưỡi của một cây dao nhật chiều dài như vậy là rất là tốt cái này dùng thái thái đồ sống thái đồ chín đều rất là hay và đặc biệt với cái dòng thép Cromova cái dòng thép uh, độc quyền của hãng Coromo này thì nó không gì và cái độ giữ bén của nó rất là cao. Những dòng này cái góc mài lưỡi cũng rất là đơn giản so với những dòng khác. Nó hạ, cái này mình đo là dày hai ly như vậy và khi họ mài, họ mài vát từ trên xuống dưới này một cái mặt phẳng kéo dài từ trên xuống dưới tới lưỡi điều đó làm cho cái lưỡi dao của nó luôn luôn sắc bén và khi mài chúng ta chỉ cần mài hạ đầu lưỡi dao này như bên mình mình cố gắng để các bạn nhìn rõ được cái, cái nước mài mình mài với độ biển tám nghìn giá cái này là hai trăm bảy mươi đồng sáu bốn gạch hai hai một cây cái ba lớp của hãng Global. Cái này thì nó có khắc chìm cái logo Global ở trên cán. Ba lớp thép. Lõi không gì, ốp không gì. Cái này kích thước lưỡi rất là dài. Cái này thì có thể dùng người ta mổ một cá, cá cá biển kích thước lớn hoặc là mổ hoa quả kích thước lớn cũng đều rất là ok. Dài lưỡi là 23. Bản rộng là 3.7. Bản rộng sắt cán là 3.7. Độ dày hơn 2 ly. Cái này có giá là 380.000 đồng. Lưỡi dao dài 23 cm. Nó bằng lưỡi dao của một cây Yanagiba 64 23. Một cây dao Global Cái này thì nó đóng chìm cái logo Global ở trên cán này Cả hai bên Cái này thì nó có một cái lỗi xíu vết hàn này Thường là cái hàng mà sau khi à, chưa vệ sinh ấy, thì nó sẽ đánh dấu cái bút khoanh tròn và cái vết, vết lỗi đó Lỗi không đáng kể Bên mình cũng không xử lý triệt đề bởi vì nó sẽ sợ nó lem sang vị trí lành lặn khác cho nên là mình để nguyên cái vị trí lỗi đó. Cái này là dòng Globoni. Cái phần sống dao nó hơi uốn cong ở phía mũi này. Cái này có chiều dài là 15.2 15.1 Bản rộng sắt cán là 4 Độ dày 2 ly cái này có giá là 250.000 đồng. Mình còn duy nhất một cây này. 64 4 24 Một cái dòng đề ba của Grubo. Thép không gì Dòng thép Grubova này nó giữ bén rất là cao giá mới của những cây dao nó sẽ dao động từ 1, 2, có những cây đến 3, 4 triệu. Cái này thì nó lỗi ở vết hàn đây. Họ xử lý vết hàn chưa trên đề. Một số cây dao lóc có giá tới 3 triệu rưỡi một cây. Đó là dao mới. Dài lưỡi là 12.5. Bản rộng 4.5. Đồ dày 2 ly rưỡi. Cái đề ba này lưỡi dao dùng cho tay phải Rất là bén 64 gạch 25 Một cái dòng global dáng dao của nó như giống dao bài ở Việt Nam này. Cái này trước những cây dao còn logo trên thân rất là nhiều, nhưng mình bán hết rồi. giờ chỉ còn những cây mà không có logo. Cái này thì kích thước như này, nó giống hệt với một cây dao bài ngày xưa của Việt Nam mình, các cụ hay dùng bổ câu, cắt rau cỏ rất là vừa tay những cái dòng này dao của Nhật hãng nổi tiếng của Nhật các bạn thử dùng trải nghiệm nó rất là bén dài lưỡi là 14.1 bản rộng 4 độ dày gần 2 ly giá là 200.000 đồng dao rất là bén và đặc biệt là nó lại không gì dòng thép cao cấp của Nhật Bản Chromova 18 là cái dòng thép đặc trưng mà hình như là độc quyền của hãng Global không thấy ở các dòng dao khác 64 gạch 26 một cây Betty của Global Cái này có chiều dài lưỡi khá là tốt Độ đàn hồi rất là cao Đây, mình muốn cong như vậy Nhưng bỏ ra, dao lúc nào nó thẳng tắp Thái độ chín nó rất là sạch Dài lưỡi là Rộng sắt cán là 2.9 gần 3 cm. Độ dày, độ dày 1 ly. Giá là 180 000 đồng Với những dòng Global các bạn mua từ hai sản phẩm, mình sẽ miễn phí ship. 64 cái cái dòng Betty có đây là dòng kích thước nhỏ nhất của hãng Global cái này thì Mình có về mấy trăm cây gọi in logo Khách và thợ qua nhà lọc hết rồi Mình chỉ còn những cây không có logo In ở trên tân Dài lưỡi là 9cm Bản rộng 2.1 Độ dày Độ dày là 1 ly rưỡi Giá bán 120.000 đồng của họ, bén tuyệt vời mình chỉ cần hạ đầu lưỡi dao nó rất là bén hai tám, mình có một cây Betty 3 lớp cái này nó khắc logo chìm ở trên cán dao còn duy nhất một cây Betty 3 lớp cái này dài lưỡi 9 Tổng chiều dài là 21.5 Cái này cán còn dài hơn cả lưỡi Bản rộng 2.5 Độ dày cái này 2 ly Cầm nó rất là hay Giá bán 250.000 đồng 64.290 mình có một cây dao dòng này dòng rèn thủ công những cái dao nó khá là lạ kiểu như dòng mà dao của những cái nước Kazakhstan cái này nó sử dụng thép carbon ở phần sống dao nó thiết kế một cái rãnh kiểu như dao găm rãnh của dao găm cái rãnh này nó tạo cái độ cứng cho thân dao dài lưỡi là 10.3 Bản rộng 2.1 Cái này dày 2 ly Cái dòng dao này nó rất là bén Cái này là thép carbon nguyên khối Không biết thông tin của nó là thép gì Tuy nhiên thì nó rất là bén Nhìn cái dán ấy. Những cây dao dòng này ấy, Mình thấy là đều thiết kế như vậy Gỗ thì rất là xịn Và kích thước to nhỏ Họ đều thiết kế Cái phần khâu này của nó hình như bằng nhôm này, Ốp hai bên này hoa văn đặc trưng của cái nền văn hóa của họ. 100.000 đồng. 64,30 gạch 30. Một Betty của Tada Fusa. Nguyên khối thép không gì. Sử dụng molybdenum vanadium. Hai cái dòng thép không gì, độ kháng gì rất là cao. Cái này cái cán của nó còn rất là mới, cán không bị hở. Thiết kế cán cũng rất là thẩm mỹ là hai bề mặt nó thiết kế bằng cái dòng màu gỗ vàng ốp hai bên tạo điểm nhấn cho cây dao rất là đẹp. Chữ cả hai bên. Một cái Betty không đúc rất là đẹp. Dài lưỡi là 15. Bản rộng 3, rộng sắt cán 3. Bộ dày 1 ly rưỡi. Giá 280 000 đồng 64 gạch 31 1 mét Cái này là thép không rỉ nguyên khối Khâu đúc cán gỗ Cái này thiết kế nhìn nó khá là hay Cán phun tang là sau Khâu đúc nhìn rất là chắc chắn dáng một cây Santoku mini Dài lưỡi là 12.5 Bản rộng sắt cán 3.5 Cái này độ dày gần 2 ly Đúng vậy. Cái này có giá là 200.000 đồng. Cái này cũng dùng bổ hoa quả. Cắt đồ chín. Đều rất là hay. 64 gạch 32. Một cây uh, suji Hiki. 3 lớp. Lõi thép carbon. Ốp không gì lõi thép carbon thì cái phần sống dao này phần lõi thép carbon ở giữa nó nó có một cái vẹt xám cán ba đinh chốt cán không bị hở thiết kế rất là đẹp dài lưỡi 19.8 bản rộng 3 độ dày 2 ly cái này có giá là 350.000 đồng có nhiều cái tên gọi khá là giống nhau, cái dòng này là Suzuki một số dòng gọi là susikiri, nhiều tên gọi nó ná ná như nhau, sáu bốn ba ba mình có một cây Nakiri ba lớp, cái này lõi thì có vẻ là không gì và ốp không gì, tình trạng dao thì hoàn toàn như mới, cái dao này lõi rất là đẹp, cái dao này hầu như là hàng xài lướt, dấu hiệu sử dụng rất là ít, lõi gian mai lượn sóng. cán hình chữ D khâu bằng inox các bạn dùng cái này mà thái thái giò thì nó rất là bay để dao nó mỏng dài lưỡi là 16.6 bản rộng 4.5 cái này dày sắt cán gần 3 ly về mũi là còn 1 ly rưỡi cái này thiết kế lưỡi dao rất là mỏng dao nó rất là bay cực kỳ bay dao giá 350.000 đồng những cây này chỉ dùng để thái các bạn hình dung nó mỏng như vậy chỉ dùng để thái thôi nhiều bạn có hỏi chặt được không không chặt được đâu 64 gạch 34 một nakiri ba lớp cái này bề mặt kiểu như là ốp nasi hơi sần sần nhám nhám và cái này sử dụng lõi là thép giấy trắng cái này đóng rõ thép giấy trắng thép giấy trắng và thép giấy xanh như mình có chia sẻ các video nó là những cái dòng thép cao cấp nhất người ta hay sử dụng nó là thép carbon có gì tuy nhiên thì bù lại độ sắc bén của nó thì tuyệt vời cái này bề mặt ốp kháng gì rất là cao cho nên bề mặt không có bị rỗ gì điểm trừ duy nhất ở phần sống mũi này ở lưng sống lưng dao ở mũi này thì nó có bị ám gì một xíu dao bãi kể cả dao các bạn đang dùng nếu mà bảo quản không tốt thì nó tiếp xúc với môi trường ẩm ướt đâu nó sẽ bị dỉ như vậy dài lưỡi là 16.7 bản rộng 4.5 độ dày độ dày là 4 ly rưỡi sắt cán mỏng và dần với mũi cái này cán gỗ khâu sừng cán và khâu hình chữ D thép giấy trắng Giá là 400.000 đồng 64 gạch 35 Một cây dao 3 lớp thép Lõi thép carbon Tới sống dao Ốp không gì Bên mình đã mài tách vân Đường phân tách giữa lớp ốp và lớp lõi Nhìn nó rất là rõ nét và cái này kích thước bản dao còn rất là tốt. Bản bề ngang rất là tốt. Dài lưỡi là 16.4. Bản rộng 5.3. Cái này có độ dày đều, độ dày 2 ly. Cán gỗ khâu nhựa. Cán này còn rất là ok. Giá 400.000 đồng. Ốp không gì, Dao nó rất là sạch. Cái này bén quá trời Mình cắt là mình cố tình để lại cái này Không cắt đứt hẳn Để khi mà mình Cắt xong thì nó đỡ phải nhặt ở trên Trên trên, trên uh, những cây dao này Không phải là cắt không không, không đứt Giá 400.000 đồng 64 gạch 36 Một cây uh, ba lớp thép Cái này có thể coi là một cây đề ba đề ba hai mặt lưỡi ba lưỡi thép bề rộng của dao cũng rất là tốt khâu bằng đồng thau khâu thiết kế của nó bằng cái đinh tán của đồng thau một cái uh, uh, dấu hiệu rèn thủ công rất là rõ ràng Chiều dài lưỡi là 16.4, 16.3, gần 16.4. Bản rộng 5.1. Độ dày. Độ dày cái này là 4 ly rưỡi. Về mũi cái này là còn 2 ly rưỡi. Những cái dòng này thì dùng cho cả tay trái và tay phải. Đều rất là bén. Mà nó... Được cái là nó... nó bản nó khá là tốt cho nên là các bạn dùng lóc cá rất là hay cái khâu này là nó thiết kế như vậy không phải do mình thiết kế làm thủ công bên mình uh, vệ sinh và kết nối lại bằng keo hai thành phần nhiều cây mình đều vệ sinh từ trong ra xong kết nối bằng keo hai thành phần 64 37 một cây đề ba hai lớp thép lưỡi dao dùng cho tay phải mình đã mài tách vân tương phản giữa lớp ốp và lớp lõi đẹp tuyệt vời cán gỗ khâu sừng khâu sừng còn rất là đẹp không hề có một dấu hiệu nào bị ăn mòn cái khâu này bề mặt có kháng gì cho nên là bề mặt dao còn như vậy tỏ là nó có kháng gì cái này kiểu như là Masashi mình à, nhớ mong bán là như vậy của làng rèn Sakai dài lưỡi 15.3 gần 15.3 bản rộng 4.8 cái này thì rất là dày cái này dày tới là 9 ly rưỡi gần tới 1 ly 9 ly rưỡi này rất là đầm tay giá 400.000 đồng số 4 một cây đề ba hai lớp thép cán gỗ khâu sừng cái này là nguyên zin cán của nó nhé mình không có phải là mình chỉ vệ sinh cái khâu của nó cho nên là nó hơi bạc chữ khắc ở mặt trong hai lớp thép lưỡi dao dùng cho tay phải cái này nguyên bản của nó là hàng bề mặt còn nó lớp ram đen là hàng rèn thủ công lớp ram đen là bề mặt này. nhưng mình vệ sinh tổng thể dài lưỡi vừa 14 bốn tám bản rộng bốn độ dày Sát cán cái này là 6 ly, 6 ly rưỡi mỏng dần với mũi cái này giá là 250.000 đồng khâu sừng thường là những cây dao cao cấp sử dụng thép cao cấp người ta hay dùng khâu là khâu sừng 64 39 là một cây đề ba dạng đề ba lóc hai lớp thép lưỡi dao dùng cho tay phải. Bề mặt nó lấm tấm như vậy không biết là gì hay là ốp CG nhưng mà nhìn thì có kháng gì. Đây là đường phân tách giữa hai lớp thép. Nhiều người bảo dao bị bị nứt các bạn không có kinh nghiệm các bạn nói như vậy. Dài lưỡi là 14.4. Bản rộng 3.5 Độ dày Cái này dày sắt cán cái này là 5 ly Gần 5 ly Giá là 250.000 đồng Cái này các bạn dùng lóc cái này thì tuyệt vời Nó không khác như một cây Honesuki Mà nó rất là cứng Cứng dao 64 gạch 40 là một cây dao đề ba dạng lóc cái này có chữ ở mặt bên này cái này thì qua mình mài mình kiểm tra về chất lượng thì mình thấy là 2 phần 3 phần lưỡi dao chất lượng lưỡi dao còn rất là cứng một xíu điểm ở đây thì nó có mềm hơn một xíu chứ không phải là Làm bị mềm nên là cái cây dao nào nó có ưu điểm nhược điểm như thế nào mình sẽ thật chi tiết để các bạn biết. Dài lấy là 15.7. Bản rộng là 3.9. Cái này có độ dày gần 5 ly. Mỏng dần về mũi. Mình để giá là 100.000 đồng. 100.000 đồng là vì cái 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 nhược điểm của nó. Mình không có nói thì các bạn cũng không biết được. Tuy nhiên thì mình uh, có sao nói vậy cái uy tín lâu dài nó là điều quan trọng 64 gạch 41 một nakiri hàng rèn thủ công 3 lớp thép cán gỗ khâu sừng cán và khâu hình chữ D cán một cái dòng mà uh, gỗ rất là nhiều vân nhìn nó rất là rõ và cán rất là mới khâu cũng vậy rất là mới chỉ có một xíu điểm bị ăn mòn một xíu thôi, còn tổng thể cán rất là đẹp. Cây dao này có vẻ là lõi không gì và ốp không gì, bởi vì không thấy cái vệt sáng ở sống dao này. Bề mặt dao ốp không gì, cho nên nó sáng như vậy. Cái này tình trạng dao hoàn toàn như mới. Đây là cái vết dầu nhé vết tinh dầu mình bôi qua cái phần lưỡi dao bởi vì không biết là lõi có gì hay không nhưng sau khi mài xong mình sẽ phải bôi như vậy để bảo quản lưỡi dao các bạn khi trong quá trình sử dụng các bạn cũng nên bảo quản như vậy dài lưỡi là 17.5 chiều dài rất là tốt bản rộng 5.4 cái này có độ dày 4 ly rưỡi mỏng dần về mũi các bạn có thể dùng cái dầu ăn các bạn bảo quản như vậy Nó rất là tốt cho lưỡi dao Đặc biệt là sau khi dùng xong cái điều tối quan trọng với dao nhật các bạn cần rửa sạch Rửa bằng nước ấm càng tốt sau đó lau khô Và nếu cẩn thận thì các bạn sẽ bôi bằng cái dầu ăn Nó bảo quản cái bề mặt lưỡi dao Đặc biệt là thép carbon nó tránh tiếp xúc với không khí Ẩm ướt thì nó sẽ bị ám gì Giá 600.000 đồng 64 một Nakiri ba lớp thép Cái này bề mặt dao cũng là ốp không gì Mình cho là như vậy Bởi vì bề mặt dao còn rất là tốt Láng mịn này Sống dao cũng vậy Rất đẹp Còn lõi thì không biết là có gì hay không Cái này có cả chữ khắc và mộc triện Dài lưỡi là 14.1 14.2 Bản rộng 5.2 độ dày độ dày gần 4 ly mỏng dần về mũi giá 300.000 đồng với những cái dao mà có bề mặt kháng gì các bạn sẽ dùng nó tự tin hơn nhiều so với những cái dao thép carbon có gì tuy nhiên người ta vẫn sản xuất những cái dòng dao ốp không gì hay là những dao có gì nó có cái cái lý do của nó bởi vì nó có những cái ưu điểm nhất định 64 43, một nakiri, ba lớp thép, hàng gen thủ công. Cái này thì ốp có gì và lõi có gì. Sống dao khá là dày. Đây là cái vết lớp ram của nó. Ram đen bề mặt. Cái này nhược điểm duy nhất là nó bị ám dỉ ở cái phần lớp ốp ở ngoài này. Còn lõi dao thì không ảnh hưởng gì. Bù lại thì kích thước của nó rất là tốt. Dài lưỡi là 16.1. Bản rộng 5.3. Gần 5.3. Dày sát cán cái này. Gần 6 ly. Những cái vết ám gì. Ở lớp ốp. Còn tổng thể thì rất là ok. Đều rất là đẹp. Giá bán 250.000 đồng. Con này mình để giá rất là đẹp. 64 gạch 44, một cây dao hàng rèn thủ công, 3 lớp thép. Cái này, cái lớp ốp của nó cũng là lớp ốp nhiều vân thép. Mình đã mài tách vân. Cái này, bề mặt dao cũng có khá nhiều chữ. Hàng rèn thủ công thì nó dày thì trong, mỏng dần về mũi. Và cái dòng này đặc trưng của nó là khâu và không có đầu thâu. Cái cán của nó, cái này thì cán của nó có một cái vết, cái này có vẻ là vết đất. Tuy nhiên thì mình chưa có tháo vệ sinh đâu, mà à, tức là mình tháo vệ sinh nhưng mà mình chưa có kết nối bằng keo hai thành phần đâu. Bởi vì là thấy nó còn rất là chắc. Khâu của nó thì có nhăm như vậy nhé. Nguyên bản cái dao nào là như vậy. Cái dao này họ dùng nhiều tới mức cầm nó bóng bóng mòn. Đây là thiết kế đặc trưng cái khâu nó của nó, có cái phần điểm ở sau cán này, nó là do thiết kế do thói quen của người dùng, người ta dùng nhiều nó bóng. Mình không có chế cháo gì hết cả. Đây cái này có vẻ tháo được cả cán này. Mình mới tháo ra nhưng mà Mình sẽ đo như vậy là 17.4 Còn tổng chiều dài của nó là 25.7 Bản rộng cái này là 7.7 7.6 Độ dày, độ dày 4 ly rưỡi, mỏng dần với mũi. Cái này dùng chuyên lực thái và các bạn có thể sưu tầm. Mang tính chất sưu tầm, cái dao cũng rất là đáng sưu tầm. Về mũi dao sống rất là dày. Cái dòng dao này thì nó khá là đa dạng về kích thước Không hiểu sao mà người ta thiết kế nó rất là nhiều kích thước khác nhau Có những kích thước rất là lớn Ví dụ như mình có một cây kích thước nó lớn tới hai mươi mấy cent Nó chừng là tới cái này tới là 22.5 cm. Vẫn cái dòng khâu bản lớn như vậy. Và trong cái đó thì có những cây như cây này là 64 ngày 4 năm, kích thước của nó rất là bé. Ba lớp ốp nhiều vân, lõi của nó nhìn nó đẹp tuyệt vời. Khi mài những cái dòng này nó rất là kích thích. Những cái này là quả lớp ốp nhé, lớp ốp nó nó bị tổn thương một xíu không đáng kể lớp ốp thì nó là ốp thép mềm để nó bảo vệ cái lõi ở giữa là lõi rất là cứng. Dài lưỡi là 13.7. Bản rộng 6.2. Độ dày độ dày 3 ly. Cái này trên cán nó cũng có cái logo tem à, logo khác Giá cái này là 350 000 đồng Dòng này nó bén khủng khiếp. Rất là hay. kênh của mình thì nó thường giới thiệu hơi dài dòng một chút thì mình muốn thật chi tiết không có một tuần lên một video thôi cho nên là các bạn có thể tua nhanh đến vị trí cây dao mà mình thích các bạn sẽ chốt được sớm hơn 64 gạch 46 một Usuba hai lớp thép hàng rèn thủ công mình đã mài tách vân lưỡi dao dùng cho tay phải chưa khắc ở mặt bên trong này có độ kháng rỉ rất là tốt. Cho nên là bề mặt dao dao bãi người ta dùng rất là nhiều rồi mà còn giữ được bề mặt như vậy. Cán gỗ khâu sừng, cán một khâu hình chữ D. Dài lưỡi là 17.6. Bản rộng 3.7. Độ dày, độ dày 3 ly rưỡi. Giá bán 400 000 đồng. Những cái dòng usuba này độ bén của nó rất là cao nó thiết kế lưỡi một bên tay trái là hẳn về tay trái mà tay phải là hẳn về tay phải nên là thiết kế của nó phần bề mặt này nó hơi hõm nhẹ như những dòng đề ba hay là như cái bề mặt của những cái kéo các bạn thấy hình dung là nó sẽ hơi hõm nhẹ ở giữa như vậy kéo rèn thủ công nhé còn kéo công nghiệp thì mình không nói cái này xuất xứ làng rèn Sakai cái thiết kế như vậy nó rất là bén lưỡi dao 400.000 đồng 64 bảy một Usuba cái này cũng của Sakai Ichimonji chữ khắc thủ công bằng tay hàng rèm thủ công này khắc thủ công bằng tay lưỡi dao dùng tay phải cán gỗ khâu sừng chữ D bề mặt dao còn rất là tốt lõi dao đây lõi dao tới điểm này các bạn nhìn thấy đường phân tách giữa hai lớp cán và khâu còn rất là đẹp dài lưỡi 16.7, bản rộng 4.1, độ dày 3 ly rưỡi, cái này cũng là 400.000 đồng. sáu bốn gạch bốn một cây kirisuke Lưỡi dao dùng cho tay phải. Đá mài tách vân. Hàng rèn thủ công. Cán gỗ, khâu nhựa, cán vào khâu hình chữ D. Dài lưỡi 18. Bản rộng, sát cán cái này 3.7. Chữ khác ở mặt trong. Cái này độ dày 3 ly, giá 280.000 đồng, cái này lõi rất là đẹp. Khi các bạn mài những cây dao rèn thủ công, nó rất là hay, mài nó dễ mài hơn. Cái này mình mài tích vân chưa kỹ, lõi của nó còn rất là là đẹp, chưa phô diễn được hết cái lõi đẹp của nó. 64 49 Mình có một cây đề ba Cái này khá là lạ Nhất là cái này nó là hai lớp thép Lưỡi dao dùng cho tay phải Và cái lớp ốp của nó Các bạn có thể nhìn thấy rõ là lớp ốp Rất là nhiều vân thép Nó kiểu như là ốp đa mắt cướp Và đây là mình mài với độ mịn 3000 Cho nên tách vân nó cũng có hạn chế Một số anh em có nhiều kinh nghiệm Người ta mài bằng cái đá tự nhiên của Nhật Bản nó tách vân ra đẹp tuyệt vời, nhìn rất là rõ nét. Đây là mình không có nhúng vào FCL, -E mình rất ít khi nhúng dao qua FCL. -E cái này chữ ở mặt bên, mặt ở mặt bên trong này. Hàng rèn thủ công và kích thước của nó rất là khủng. Đặc biệt cái này có thể nó là cái hàng của nghệ nhân. Người ta còn khắc cả chữ ở trên khâu dao. Hoặc là cái hàng kỷ niệm Cái này với kích thước của nó dài tới là 24cm, 23.9 để hao hụt do quá trình sử dụng. Bản rộng 6.4. Độ dày nhất của nó là 9 ly rưỡi. Mình rất ấn tượng với cái cái lõi dao đẹp. Nhìn nó rất là thẩm mỹ. Cái này mình bán là 900.000 đồng. Cái này người ta chắc là dùng bổ cá ngừ, xử lý xương cá rất là tốt, các bạn làm nhà hàng xử lý chấm đen, rất là hay. 64-50, mình có một cây tô của Masamoto, kích thước lớn, những cái sản phẩm của Masamoto lâu rồi mình mới có, trước giờ Masamoto và Sugimoto rất ít khi gặp. Đây là những vết ám bề mặt của nó nhé, hoàn toàn không bị ăn sâu. Mình muốn thật chi tiết để các bạn nhìn rõ. Cán ba đinh chốt bằng đồng thau, cán không bị hở. Masamoto khắc rất là rõ nét. Dài lưỡi là 30 cm. Bản rộng là 5.9 sát cán Độ dày 2 ly Cái này mình bán là 1 triệu 500 nghìn đồng Giá mới của cái này nó khá là cao Có thể tầm 10 triệu hơn 10 triệu Mình đoán là như vậy Các bạn có thể check vào web của Masamoto Các bạn có thể check được tất cả những cây dao Và cái giá tiền nó có ở rõ trên đó 6451 51 mình cũng có một cây ghi ô tô của Masamoto cái này thì chữ hơi mờ hơn một chút do người ta dùng rất là nhiều và cái này mình thiết kế tỷ lệ lấy dao 37 giống như Sugimoto cái thiết kế đó nó rất là phổ thông thì cái này mình đã tháo cái tang cán ra do là nó bị mất khâu bị hở mình xử lý lại và thay bằng cái chốt đinh mới. Kết nối lại bằng keo hai thành phần. Dài lưỡi là 30.9. Bản rộng là 4.4 sắt cát. Cái này độ dày 2 ly. Mình bán với giá là 600.000 đồng. cắt nó như cắt sợi mì sợi mì thái nó mướt cây nào cũng vậy dòng tô thì nó rất là bén sáu bốn gạch 52, hai một janagi hàng rèn thủ công hai lớp thép cái này thì chữ của nó ở mặt bên này chữ thì khá là hạn chế hai chữ thôi khá là dày dặn, cán gỗ khâu sừng, cán vào khâu hình chữ D. Lõi dao đẹp tuyệt vời. Một vết xíu ám gì không đáng kể. Cán vào khâu còn rất là đẹp. Dài lưỡi là 25.8. 25.9 Cái này Bản rộng là 3.4 Bản dao như vậy là rất là dày rất là Rộng Với độ dày gần 5 ly Cái này có giá là 600.000 đồng Cả nó cũng không sừng 64-53 Một cây Một cây Zanagiba của hãng Kiku Kiku gì đó mình không biết tôi mở ở dưới này có ba chữ nữa bên này không có cái này vừa rồi là một anh khách quen của mình anh ấy chốt nhưng mà chốt là chốt nhầm mã Thế hôm nay Hà mới gửi về và khách rất là lịch sự người ta chốt nhầm mã do nguyên nhân là nhờ người ta báo báo nhầm và người ta có hoàn lại chuyển khoản cho mình cái cái phí phí gửi đi phí gửi về những người rất là lịch sự mặc dù mình không có đề cập tới dài lưỡi là 12.8 bản rộng cái này gần 2.9 độ dày độ dày 3 ly rưỡi bỏng dần về mũi giá cái này là 500.000 đồng kênh của mình một số bạn cũng thấy nó bất tiện khi mà khách mua hàng cần cọc trước cái lừa đảo trên mạng bây giờ rất là nhiều tuy nhiên thì mình cũng không muốn xích cốt một trăm cái cọc đó rồi các bạn mua hàng cho mình có tin tưởng mình thì hắn điện tin cho nhắn tin cho mình chốt sản phẩm còn sau khi báo chốt rồi lại báo là không cọc đâu thế nói kia okay thì, thì sau là mình sẽ không có phản hồi đâu mình không cần khách cọc nhiều một số khách thì hầu như là khách của mình đều chuyển khoản đủ hết mà mà cọc mình chỉ cần cọc 50 000 với những khách mới 64 gạch 54 một san thu cư 3 lớp con này dùng cho cả tay trái và tay phải đều đẹp của làng rèn Sakai lõi dao đẹp tuyệt vời đường phân tách rất là đẹp con này nó chỉ là lưỡi dao cán bị hư rồi mình về thay bằng cái cán của mình gỗ lim và khâu bằng đồng thau cái này là gỗ gỗ lim hay gỗ cẩm gì đó dài lưỡi là 16.8 bản rộng 4.4 độ dày gần 3 ly đúng đúng rồi độ dày gần 3 ly Giá cái này là 380.000 đồng Cái này dùng thái thì rất là ok Dao rất là bén Và bề mặt dao còn rất là đẹp Kháng dỉ rất là cao Chữ rất là rõ nét 64 gạch 55 Cũng một cây Santoku 3 lớp Của Kikuichi Moji Lõi dao này Lợn sóng đẹp tuyệt vời Bề mặt có kháng dỉ Cán gỗ khâu nhựa trắng. Khâu nhựa này thì nó cũng rất là thẩm mỹ, đẹp. Cán và khâu hình chữ D. Dài lưới 16.7. Bản rộng gần 4.4. Dày sắt cán cái này gần 4 ly, 3 ly rưỡi. Cái này cũng là 380 000 đồng. 6 một gạch santoku 3 lớp Cái này bề mặt còn lớp ram Cái này là Lượng ốp của nó mà thép cũng khá là cứng cáp cám và khâu hình chữ D Cái này không có chữ ở trên thân Dao rất là mới Dài lưỡi 14.3 Bản rộng gần 3.7 Độ dày Độ dày 3 ly rưỡi Mỏng về mũi Cái này mình bán là 230.000 đồng Cực kỳ bén Cái dòng này các bạn dùng lóc hay lóc Nó hàng thủ công Hàng rèn thủ công mà nó cứng cáp 64 57 Một cây ba lớp Cái này hàn rất là ngon, mình mài cái này lõi rất là cứng và mình có tháo cả ra Vì dịp gần đây mình bận đám cưới nhiều, ở ngoài miền Bắc mình là mùa cưới nên là mình chưa kết nối cái hai thành phần tuy nhiên thì mình, mình tháo ra như vậy để kiểm tra là cái cán của nó nó có bị mòn hay là bị ăn mòn hết không, một số cây là ở ngoài nhìn đẹp như này nhưng mà tháo ra thì cái cán ở trong nó bị rụng hết rồi và đó là cái điều rất là cần thiết mình đề cao cái việc đó dài lưỡi là 10.5 bản rộng 3.5 độ dày 3 ly rưỡi cái này 180.000 đồng thường là 150.000 đồng với dạng này mình bán những cái này hàng chất lượng 180.000 đồng 64 gạch 58 Một cây Cây này nó là hàng nguyên khối Còn nguyên lớp ram Giá 100.000 đồng Dài lưỡi 10 Bản rộng 3.3 Độ dày chừng 1 ly rưỡi Đúng vậy Cái này 100.000 đồng Và cuối cùng của video ngày hôm nay là một cây dao ba lớp thép của Masahisa. Lõi dao thì đẹp. Bề mặt ốp kháng dỉ. Ám dỉ một xíu ở phần này thôi. Còn phần tổng thể là còn rất là ok. Cái này lưỡi dao mỏng. Các bạn mà cắt cái đồ gì thì nó rất là bay. Tuy nhiên cũng cần cân nhắc về cái 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 bản giao của nó nó khá là mỏng rồi cuối video cắt nhiều một chút cái này mình bán 180 000 đồng dài lưỡi 12.7 bản rộng 3.5 và độ dày hơn 1 ly một xíu đúng, rồi. đúng vậy 180.000 đồng và cảm ơn các bạn đã xem video của mình các bạn mua hàng thì liên hệ với mình qua số điện thoại 0989 068 323. Uh, Xin chào các bạn.